trên 400 triệu đồng. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu một chiếc đồng hồ Rolex GMT Master 2. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, chủ đề về đồng hồ cao cấp, chủ đề về đồng hồ thụy sĩ, chủ đề về đồng hồ chính hãng. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu, đây là chiếc đồng hồ Rolex 126713 GMT Master 2. Chiếc đồng hồ Demi mít giữa thép đặc biệt không gỉ chính hãng của hãng Rolex và vàng vàng. Hai sự kết hợp này khi đi kèm với mặt chủ đạo, mặt đều là màu đen và trên vành bezel cũng vậy, có ngã màu từ màu trắng sang đen. Và đây là một sự đồng nhất, sự kết hợp và tạo nên sự cá tính và phong cách riêng của dòng đồng hồ GMT Master 2 phiên bản mít vàng như thế này. Đây là một chiếc đồng hồ mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng điểm nhấn, điểm nổi nằm ở chính diện mặt đều màu đen này. Chiếc đồng hồ này có 3 kim giờ phút giây và một ô lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ. Và đây là sổ thẻ của chiếc đồng hồ, và trên đây có số series, có ngày tháng năm xuất to của chiếc đồng hồ chính hãng này. Và như thường lệ, trước khi bàn giao sản phẩm đến tận tay, tận nơi của khách hàng thì Kỳ Lân phải kèm những bước check kỹ lại, check cho khách hàng xem để khách hàng thấy được đồng hồ đã đủ điều kiện để Kỳ Lân giao lưu, để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng một chiếc đồng hồ chuẩn chỉnh từ Kỳ Lân Luxury. Bất kỳ những sản phẩm nào của Kỳ Lân Luxury là những sản phẩm tuyển chọn và phải chuẩn chỉnh tuyệt đối để phục vụ sự hài lòng, phục vụ sở thích và phục vụ sự thăng hoa trong cách chơi, phong cách chơi, sở hữu những sản phẩm giá trị. Và khi bàn giao, Kỳ Lân cũng sẽ kèm theo những cái dụng cụ chuyên nghiệp để thực hiện việc check, test, kiểm tra một cách chi tiết và chuẩn chỉnh nhất để mà đảm bảo quyền lợi, phục vụ sự thăng hoa trong cách chơi đồ cao cấp luxury tại Kỳ Lân Luxury.